Tần Nguyễn đang chuẩn bị để ngày 26 này sẽ lên Hà Giang và Lào Cai để mở đầu chiến dịch áo rét cho mùa đông năm 2024. 39 trường học của các tỉnh vùng sâu vùng xa, hàng chục nghìn áo rét chúng tôi sẽ phát trong mùa đông năm nay. Đến ngày 26 và 28 tháng 12, team Tần Nguyễn sẽ phát cho 14 trường ở tỉnh Hà Giang và khoảng 4 trường ở tỉnh Lào Cai. Trong dự án, khoảng 15.800 chiếc áo sẽ được phát trong dịp này và có thể sẽ còn nhiều hơn. Tần Nguyễn đăng đàn lên đây để cảm ơn tất cả cộng đồng đã theo dõi, đã chia sẻ video, đã động viên và thậm chí có một số anh em còn góp kinh phí để nỗ lực ủng hộ cho chiến dịch áo ấm mùa đông. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, mỗi năm trung bình chúng tôi làm từ 15 đến 20.000 chiếc áo rét. Mùa đông ở miền Bắc rất rét, đặc biệt là các tỉnh như Lào Cai, Hà Giang sau cơn bão Yagi. Hà Giang và Lào Cai là những địa phương nhận được nhiều nhất. Ngoài ra còn nhiều tỉnh khác như Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, rồi kể cả Thừa Thiên Huế, Nghệ An và nhiều tỉnh khác cũng nhận được áo rét mùa đông năm nay. Chúng tôi hoan nghênh và cảm ơn cộng đồng. Tất cả tổng số tiền năm nay chúng tôi phát áo mùa đông cho các em lên đến bạc tỷ. Và tất cả các số liệu về báo cáo tài chính đều minh bạch công khai. Như tất cả các chương trình khác, chúng tôi đều sao kê chi tiết đến từng nghìn. Chỉ cần bạn đóng vào chương trình này 1.000, bạn cũng được tôn vinh. Chúng tôi rất hạnh phúc khi mỗi đồng tiền chúng tôi kiếm được ở xã hội, chúng tôi lại trả lại cho xã hội một phần. Và hạnh phúc tuyệt vời là đến với trẻ em vùng cao. Hẹn bạn ngày 26 tháng 12 tại Hà Giang và Lào Cai. Nơi đây hàng chục nghìn các em sẽ nhận được áo mới như nhiều năm trước. Đó là một trong những chiến lịch mà chúng tôi vui nhất. Vui nhất trong đó có sự giúp đỡ và ủng hộ, động viên của rất nhiều kiều bào ở trên khắp thế giới. Chúng tôi thay mặt cho team Tần Nguyễn xin được cảm ơn và thông báo thông tin này. Trong sự kiện này có rất nhiều Việt kiều ở châu Âu về cũng tham dự sự kiện này để đi phát quà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn đã chia sẻ chương trình. Hy vọng rằng những chương trình sắp tới sẽ có sự tham gia của bạn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Và bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Chúng tôi tự hào đã phát gần cả 100.000 chiếc áo rét mùa đông cho các con. Và năm nay chúng tôi làm những mẫu mã rất đẹp, rất đẹp cho các con. Chúc cho tất cả các con sau cơn bão Yagi tàn phá, các con sẽ có một mùa đông ấm áp nhờ sự hỗ trợ của các anh chị Mạnh Thường Quân. Xin cảm ơn tất cả và chúc một Việt Nam đoàn kết, một Việt Nam hùng cường. Team Tần Nguyễn cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ, động viên, like và share cho sự kiện này. Cảm ơn quý vị. Đi về đây.